Xin chào các bạn, tôi đang mặc trên mình là chiếc áo của Trùm Cuối, một mẫu áo mới, áo mi, cầm mồm và lấy tiền của tao. Phải nói với các bạn là mặc áo của Trùm Cuối thì như vua mặc lăng bào, người mù nhìn vào còn thấy chói mắt. Mặc ra ngoài đường, trời đang nắng gắt, phải đổ mưa, không mua để phí. Link mua hàng ở phần mô tả ở bình luận. Đây là bố, anh đang chăm sóc con ở bệnh viện, thì bố của bố đến thăm. Bố của bố trách bố vì bố đã không bảo vệ được con của bố. Con của bố không phải là con của bố. Thằng nhóc đã bị ai đó lừa và bị đẩy từ mái nhà xuống và giờ đang thoi thóp. Thế mà nó còn để lại mấy mẩu giấy khiêu khích. Suy sụp tinh thần, bố quyết định mang súng đi bắn bỏ mẹ đứa nào đẩy con anh. Đây là Bọ Rùa, nhân vật chính của chúng ta. Bọ Rùa là siêu sát thủ mới trở lại làm việc sau một thời gian điều trị tâm lý. Chuyện là anh hoàn thành tốt mọi mục tiêu, nhưng kiểu đếch gì trong khi thực hiện nhiệm vụ, Bọ Rùa cũng gặp một tá những chuyện đen đủi khiến cho tình hình trở nên phức tạp. Thậm chí khi nhiệm vụ không phải ám sát cũng có người chết cho được, nên người quản lý mới cho anh mật danh là Bọ Rùa, bởi vì nó là con vật tượng trưng cho sự may mắn. Nhưng mà may quái gì, vừa đi anh đã dẫm chân xuống cống. Vừa đến nhà ga, Bọ Rùa đã va phải bố, đánh rơi chìa khóa tủ đồ lẫn vé tàu. Nhiệm vụ hôm nay của Bọ Rùa là đi ăn cắp một chiếc vali chứa tiền trên tàu siêu tốc từ Tokyo đến Kyoto. Nhiệm vụ này anh đi làm thay cho thằng đồng nghiệp hợm hĩnh, thằng Cường. Do nó không thích nhận mấy việc ăn trộm ăn cắp nên báo nghỉ phép và trốn việc. Anh cậy khóa tủ lấy đồ nghề, tai nghe, thuốc ngủ và gói bánh pháo, nhưng chấp niệm không cầm súng theo. Trên tàu tình cờ cũng có hai anh em sát thủ khác, Chanh và Quýt. Chanh là thằng chịu đòn dai, Quýt là thằng làm Chanh ăn đòn. Nhiệm vụ của Bọ Rùa là bách cái vali màu xám có hình dán đoàn tàu mà hai thằng kia đang giữ. Tình cờ là bố cũng đã lên tàu, lần theo lời khiêu khích tìm thấy đứa đẩy con mình thì bị nó dùng dùi cui điện ganh hỏng người. Trở lại với Bọ Rùa thì anh đang bị nhân viên soát vé sờ mó, nhưng vé rơi từ nãy rồi còn đâu. Vì tàu đã chạy nên nhân viên soát vé để cho anh ở lại trên tàu cho đến ga kế tiếp. May mắn bất ngờ Bọ Rùa tìm thấy vali luôn. Chanh và Quyết đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống vali tiền và thằng con trai của một ông trùm xã hội đen người Nga, cái chết trắng. Hai người vừa cứu thằng lỏi từ đám bắt cóc, giờ đang đưa nó cùng vali tiền chuộc đến cho cha nó. Cái vali giờ tình cờ nằm trong tay Bọ Rùa. Anh cố gắng đi lên gần đầu tàu, tránh xa toa của hai thằng kia nhất có thể. Chanh và Quyết thấy có mùi, đi kiểm tra cái vali ở chỗ giấu thì phát hiện ra nó đã bị ăn cắp. Cơ mà Bọ Rùa sắp xuống tàu đến nơi rồi. Nhưng tôi đã nói gì nào? Thằng cha này đen còn hơn cả tiền đồ chị Dậu. Ở cửa tàu, Bọ Rùa tình cờ gặp luôn một thằng xã hội đen mặc áo com lê đầy máu, lao vào đâm anh. Cơ mà trở lại với bố đi đã. Đứa đẩy con anh ngã là Hoàng Tử. Cô ta làm thế chỉ để dụ anh lên tàu, để chắc chắn thì Hoàng Tử còn cho người đến bệnh viện uy hiếp sẽ giết con bố nếu bố định làm trái ý cô ta. Ở một toa khác, thằng Chanh và thằng Quýt đang tranh cãi xem giờ phải tìm cái vali tiền như nào. Thằng Quýt kể cho thằng Chanh về cái chết trắng, bố thằng lỏi con kia. Hắn kể rằng cái chết trắng là một thằng Nga trắng, từng là thành viên của băng Yakuza lớn nhất Nhật Bản, vô cùng nhanh chóng leo lên làm cánh tay phải của đại ca. Rồi hắn lật kèo, tiêu diệt cả băng Yakuza của đại ca, rồi bắn tung đầu thằng Trả và lập ra một đế chế tội phạm riêng. Ý là cả Chanh và Quýt đều đéo đùa được với thằng cha này. Mất vali tiền bằng với việc Chanh và Quyết bị kéo dái đến chết. Thằng Chanh thắc mắc sao lão kinh khủng thế mà không tự đi cứu con trai. Thì biết từ khi vợ lão tai nạn qua đời thì cái chết trắng biến thành NEET. Tình cờ lúc ấy trên toa của Hoàng Tử thì cô ta đang giải thích cho bố, vì bố làm việc cho băng đảng cái chết trắng nên cô ta muốn lợi dụng bố tiếp cận và giết cái chết trắng. Lại tiếp tục trở lại với Chanh và Quýt. Tôi biết là hơi chóng mặt. Cơ mà Chanh và Quýt quay lại chỗ ngồi thì phát hiện ra thằng con lão trùm tình cờ đã bị đứa nào giết cả MNR. Máu chảy không ngừng từ mắt mũi mồm, chuyện đang ngày càng đéo ổn. Có lẽ là tại Bọ Rùa đang ở trên tàu. Tất nhiên là ngay lúc này bản thân Bọ Rùa cũng đang đéo ổn tí nào. Thằng xã hội đen đâm anh là Sói, thành viên của một băng ma túy Mexico. Hắn ta đang tìm kẻ đã đầu độc chết cả đám cưới của mình, trả thù cho đại ca và vợ hắn. Bọ Rùa thoát chết vì con dao đâm thế nào lại tình cờ trúng cái điện thoại ở trên ngực anh. Bọ Rùa vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Sói truy sát. Sau một cuộc ẩu đả phá tung toa rượu của tàu, Sói dùng con dao định ném Bọ Rùa, nhưng con dao tình cờ đập vào vali tiền, nảy ra giáp gai xuyên tim Sói, giết chết hắn. Trong sự ngỡ ngàng của Bọ Rùa, anh ngụy trang cái chết của Sói rồi chạy xuống thật nhanh thì thấy Chanh đứng cửa nên không ra được. Bọ Rùa bị con thú Weebu trên tàu giật vali nên anh quay lại giấu nó ở toa rượu. Chạy qua toa của Hoàng Tử và bố thì người liên lạc nhắc anh nhớ về nhiệm vụ mà anh đã từng làm, tình cờ là xâm nhập vào đám cưới của gã Sói vừa nãy. Nhưng thủ phạm giết cả đám cưới không phải anh, anh chỉ ở trong phạm vi đó mà thôi. Đang nói chuyện dở thì thằng Quýt đến gần, làm Bọ Rùa phải trốn cạnh đống hành lý. Hoàng Tử báo cho Quýt Bọ Rùa là thằng lấy vali. Quýt báo với Chanh, nhưng Bọ Rùa đã gặp Chanh trước. Anh kể lại vụ mình đã bị Chanh bắn tận 2 lần và uy hiếp Chanh để điêu một cái gì đấy, mà không biết rằng tình cờ là ở toa rượu, Hoàng Tử và bố đã tìm thấy vali tiền. Bọ Rùa muốn trả lại vali tiền cho Chanh và Quýt vì anh ngửi thấy mùi này đang ngày càng đéo ổn tí nào. Chanh bảo anh xạo chó, vì nếu anh có súng thật thì Chanh đã ngỏm. Như thằng con cái chết trắng điêu với Trả Đủng, hai người đánh nhau thì Bọ Rùa đánh ngất được Chanh, đổ lọ thuốc ngủ vào chai nước để xua hơn cả xua. Anh cướp điện thoại của Chanh gọi cho liên lạc viên. Cái đàn tàu này ngày càng đéo ổn, có một thế lực hắc ám khác cũng đang hắt sổ trên chuyến đi này. Vì cách mà thằng con cái chết trắng chết, tình cờ y hệt khách mời vụ đám cưới của thằng Sói vừa nãy. Bọ Rùa dùng đống vali hành khách để chặn cửa. Trong đống vali có một cái lồng chứa con rắn siêu độc, ai bị nó cắn đều sẽ chảy máu từ mắt mũi mồm mà chết. Chanh bắn tung cánh cửa, dí Bọ Rùa cho bằng được thì anh đã đổi mũ cho một thằng trai bao random và trốn mất. Hoàng Tử và bố tìm cách mở chiếc vali thì bố của bố gọi,
ông hỏi tình hình của bố. Anh chỉ nói mình đang đuổi theo đứa đẩy con anh ngã, rồi tắt máy. Hoàng tử bắt anh thử từng số một cho đến khi mở được vali thì thôi. Được một lúc thì bố mở được vali, ở trong xếp chặt những cọc tiền 100 đô. Hoàng tử trở lại, nói với anh cô ta đã cài bom vào súng của anh từ nãy. Và giờ thì cài bom vào cái vali anh vừa mở. Bọ rùa trốn trong toilet, nghịch bồn rửa đít. Người liên lạc báo với anh rằng kẻ vừa giết con của cá chết trắng, đồng thời là kẻ hạ sát cả đám cưới, tên là ong bắp cầy. Kẻ này cũng tình cờ dùng cách đó để giết chết bác sĩ phẫu thuật cho vợ cái chết trắng sau tai nạn, khiến cho cuộc phẫu thuật thất bại. Anh suy luận là sói chắc hẳn đã biết người hạ sát cả đám cưới nên mới lên đây trả thù. Vừa nói xong thì thằng Quýt đã tìm thấy anh bằng ứng dụng tìm điện thoại thất lạc. Cả hai đánh nhau một lúc thì tình cờ thằng Quýt có điện thoại. Đệ của cái chết trắng đòi kiểm tra vali tiền, bọ rùa giảng hòa, đóng giả làm tranh đi cùng Quýt, bách một cái vali random để phỉnh đệ cái chết trắng. Nhưng lỡ ngớ thế nào lại để vali bung ra toàn quần con với áo vũ. Hai thằng chạy về tàu vừa kịp lúc đóng cửa đi tiếp. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng ấy, tranh đi theo đường khác, tình cờ bắt gặp hoàng tử và bố. Hắn thấy cả hai có mùi khả nghi, rút súng ra đe dọa. Ở ga tiếp theo, bọ rùa suốt Quýt ra ngoài tàu, nhưng Quýt đã đuổi kịp rồi đấm vỡ cửa kính to cuối, nhảy vào tàu thành công. Cố sống cố chết truy bắt bọ rùa ở chỗ tranh, vì sợ con mình bị giết nếu hoàng tử bị bắn nên bố nhận mình là chủ mưu. Tranh bắt bố, rồi cùng hoàng tử kéo bố cất trong toilet. Tranh tình cờ nhận ra khẩu súng cài bom nằm trong cặp hoàng tử. Hắn vừa lật mặt nạ hoàng tử, nhớ lọ thuốc ngủ của bọ rùa đổ vào chai nước chứ. Tình cờ là giờ thì nó hơi ngấm, làm Tranh ngã gục. Hoàng tử cướp súng Tranh rồi bắn liên tiếp vào ngực hắn. Lại tiếp tục trở lại với bọ rùa, thì anh đang quay lại tìm manh mối trong xác sói, thấy được ảnh của ong bắp cầy. Tình cờ lúc ấy thì ong bắp cầy cũng lộ mặt, ả là con thú Weeboo đã định cướp vali của anh. Ả tiến đến giết bọ rùa để cướp vali lần nữa, lộ ra rằng ai đó đã thuê ong bắp cầy để giết con của cái chết trắng và trả bằng cái vali tiền. Sau khi vật lộn một lúc thì ong bắp cầy cắm được cái xi lanh nọc độc vào tay bọ rùa. Anh nhanh tay cắm trả rồi bơm sạch nọc độc trong đó vào tay ả. Ong bắp cầy vừa định tự giải độc thì bọ rùa đã cướp ống huyết thanh rồi dùng luôn. Nhưng ả chỉ có một ống nên lại một mạng nữa tình cờ chết dưới tay bọ rùa, bằng đúng cách mà ả định giết anh. Quýt vừa chạy lên tìm bọ rùa thì tình cờ bắt gặp chai nước của Tranh. Hắn tìm thấy trong toilet là Tranh máu me be bét nằm cạnh bố. Quýt phát điên vì người anh em thân thiết nhất đã chết, gọi điện khiêu khích cái chết trắng. Cái chết trắng nói rằng sẽ không có nhân chứng vì gã đã mua toàn bộ vé từ ga này đến Kyoto. Vừa gọi điện xong thì Quýt gặp hoàng tử. Hoàng tử định lừa Quýt, nhưng Tranh đã để lại một hình dán sau lưng hoàng tử. Quýt định hạ sát hoàng tử trả thù cho Tranh. Vừa lúc bọ rùa quay lại, bọ rùa tưởng Quýt định giết người vô tội, nhảy vào giằng co thì súng tình cờ cướp cỏ bắn chết Quýt. KDA của anh trận này nhảy lên 300. Bọ rùa bị hoàng tử lừa ở lại tàu chứ không kịp trốn đi. Vừa ngồi yên vị thì bố của bố đi qua. Ông tình cờ nhận ra giọng hoàng tử từ cuộc gọi cuối với con trai. Bọ rùa định kéo hoàng tử đi chỗ khác ngồi, nhưng trong lúc đó cái khó lại ló cái khôn. Con rắn sổng ra ban nãy cắn tay anh. Bố của bố chất vấn hoàng tử thì cô ta nói hết sự thật, đẩy con của bố ngã để dụ anh đến đây, mượn tay giết cái chết trắng. Nhưng vì anh bị bắn rồi nên con của bố sẽ bị người của hoàng tử giết. Bố của bố cười vì làm gì có chuyện cháu ông vừa bị hại hôn mê trong bệnh viện mà ông lại không cử được người bảo vệ thằng bé. Người của hoàng tử đã bị thủ tiêu từ trước. Hoàng tử bị dọa sợ rồi bỏ chạy. Ngay lúc bọ rùa vừa quay lại sau khi vứt con rắn đi, bố của bố, giờ hãy gọi ông này là trưởng lão, kể chuyện cho bọ rùa nghe. Ông từng là thành viên Yasuo thông thạo 7 của băng Yakuza mà cái chết trắng tiêu diệt. Mất bang, mất đại ca, vợ cũng bị giết theo, chỉ còn con trai sống sót. Con trai ông chính là bố. Trưởng lão cũng chia sẻ với bọ rùa rằng trong văn hóa Nhật, bọ rùa không phải là sinh vật may mắn mà là kẻ còng lưng gánh vận rủi để cả team có thể win game. Rõ là bọ rùa nghe xong thì an tâm quá cơ. Trưởng lão nói mình cuối cùng cũng có thể tìm cách giết cái chết trắng, trả thù cho tất cả. Ông muốn bọ rùa tìm bố rồi đưa anh ra khỏi tàu vì trưởng lão tin là con trai ông còn sống. Sống thật này. Nhưng tình cờ là Tranh cũng vẫn sống. Hắn vốn mặc áo chống đạn từ đầu, việc hắn bất tỉnh chỉ là do thuốc ngủ mà bọ rùa pha vào nước quá mạnh. Tranh tìm Quýt ngậm ngùi ngồi cạnh người anh em của mình, nhưng Quýt đã bị bọ rùa bắn chết từ đời nào. Hắn quay lại đòi tính sổ với bọ rùa thì bị bố chất vấn. Ba thằng cãi nhau chán thì trưởng lão lên tiếng bắt cả ba phải cộng tác, nhưng ông lại ẩn dụ kiểu đéo gì không ai hiểu. Tóm lại là giờ phải hợp sức để chống lại cả đống chứ không chết một mình. Cả đám chuẩn bị, bố tự chế thần khí, một cây wow phóng lợn cộng 12, đoàn tàu vào ga Kyoto, cái chết trắng lộ diện. Vào trong toa tàu thì gặp hoàng tử. Hóa ra hoàng tử chính là con gái cái chết trắng. Thằng lỏi bị giết trên tàu chính là anh của cô ta. Hoàng tử làm tất cả những chuyện này chỉ để có sự chú ý của bố. Tranh thì lên đầu tàu bấm nút biến để cả lũ chạy thoát. Cùng lúc đó thì bọ rùa mang vali đến trả cho cái chết trắng. Anh sử dụng sức mạnh Conan suy luận, tất cả các sát thủ trên tàu hôm nay kể cả anh đều là do cái chết trắng gọi đến với những hợp đồng vô cùng mâu thuẫn. Lão già xác nhận anh đã suy luận đúng. Lão thuê tất cả các sát thủ lên tàu tự thanh toán lẫn nhau. Tất cả những kẻ ở đây đều liên quan đến cái chết của vợ lão. Đó là một vụ mưu sát, không phải tai nạn. Tranh và Quýt giết hết người của lão, làm lão phải đi giải quyết, không lên xe thay vợ. Ong bắp cầy như đã nói ở trên là kẻ giết bác sĩ phẫu thuật cứu vợ lão. Nhưng tại sao lại thuê ong bắp cầy giết thằng con lão trên này? Vì thằng con lão đêm đó bị ông can bắt, khiến vợ lão phải đi bảo lãnh cho con và rơi vào một vụ mưu sát. Lẽ ra là để giết lão, giờ chỉ còn phải giải quyết một thằng đã ám sát vợ lão, Cường. Mà anh có phải Cường đéo đâu. Chờ đã, Cường là thằng xin nghỉ hôm nay bắt anh đi thay mà. Chính thằng Cường, vai Cường, đúng đen mặt hạng luôn. Vừa lúc ấy đàn em của cái chết trắng đã mở vali, bom nổ.
bọ rùa bị đẩy vào trong toa tàu. Trưởng lão dùng kỹ năng Yasuo thông thạo 7, bố dùng phóng lợn. Hai bố con cho đàn em cái chết trắng biết bố chúng nó là ai. Trưởng lão đối diện với cái chết trắng, còn bọ rùa đi gặp Chanh trên đầu tàu, thì Chanh có biết lái tàu đâu. Một tốp đàn em khác bao vây hai người, trưởng lão đấu kiếm cùng cái chết trắng, nhưng thất thế và chuẩn bị ăn đạn vào đầu. Y như đại ca ông ngày xưa, bọ rùa tìm thấy sách hướng dẫn, may là có sách tiếng Anh, nhưng đen là anh làm sách bay mất. Chanh và bọ rùa giảng hòa với nhau, rồi ngay sau đó, Chanh cứu bọ rùa bằng cách ôm một thằng lỏi bay ra khỏi toa tàu. Cuối cùng thì bọ rùa cũng tìm được phanh khẩn cấp. Đoàn tàu giảm tốc độ đột ngột trước khi cái chết trắng kịp bắn trưởng lão. Trước khi cái chết trắng kịp quay lại, chai nước lúc nãy Chanh uống lăn vào tay của ông bố. Đây là chai nước khoáng hiệu Phú Sĩ. Nó bị mắc ở máy bán hàng tự động, rơi xuống lúc Chanh mua cà phê, nên hắn giữ lại lấy may. Chai nước đã cùng Chanh và Quýt cứu con trai cái chết trắng. Nó cũng làm Chanh ngã gục do thuốc ngủ, báo cho Quýt Chanh gặp nạn. Giờ nó nằm trong tay bố. Anh giúp bố mình bằng cách ném nó vào đầu cái chết trắng, chỉ chờ có thế. Trưởng lão cho cái chết trắng biết gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Đoàn tàu đi hết đường ray thì chật bánh, làm mọi người bay tứ tung. Cái chết trắng vẫn bị thanh kiếm của trưởng lão xuyên qua ngực, truy sát bọ rùa đến cùng. Đã bảo tôi không phải cường rồi, nhưng súng hết đạn. Lão lấy khẩu súng ban nãy của hoàng tử ra, cố giết anh bằng mọi cách. Thì chúng ta đều biết là khẩu súng đã bị cài bom, nổ bay một mảng đầu của cái chết trắng, nên coi như bọ rùa đã được ăn một mạng nữa. Có hoàng tử hỗ trợ, dù vụ này từ đầu không liên quan gì đến giết chóc. Bọ rùa, bố và trưởng lão vừa đi ra, thì hoàng tử mặt mũi máu me be bét đã vác súng chở sẵn. Cô ta định gáy vì bố và anh mình đã chết, nên giờ mình sẽ đứng đầu cả tổ chức tội phạm. Cơ mà ở đời gáy sớm ăn lòn, nên hoàng tử bị một xe chở Quýt tông chết. Tình cờ cái xe đó là Chanh lái, tông chết cô ta để trả thù cho Quýt. Liên lạc viên của bọ rùa đến đón anh, nhưng cả hai người vừa định quay xe thì một cái cây cột điện tình cờ đổ luôn vào xe của cô gái. Well, có lẽ là bọ rùa đen thật, đen hơn cả Chanh. Bài học của phim là đừng dây dưa với bọn có daddy issue, và nếu bạn đen quá thì đổi nghề làm sát thủ. Tình cờ lại thành công. Đó là tất cả những gì đã xảy ra trong Bullet Train, sát thủ đối đầu. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.